lời Phật thường nói ta nghe, tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Mẹ là Phật sống trong tim, công sanh công dưỡng thành người nhân duyên, làm con chữ hiếu cho tròn, tròn như trăng sáng trăng rằm mười lăm, làm con ta nhớ mẹ là Phật. Mẹ như trăng sáng trăng rằm mười lăm. Mẹ trời mười phương chư Phật, con có một mẹ thôi, con quỳ lạy chính phương trời, mười phương chư Phật chứng lòng thành tâm dân. Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Như Lai Tất Đại Chứng Minh. Hôm nay môn đồ pháp quyến chúng con có duyên sự đầu thần đảnh đệ xin tắc bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên trưởng lão hòa thượng Đạo Hiệu Thượng Quyền Hạ Tôn. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng ni. Hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm Quý Mão, chủ nhật ngày 13 tháng 8 năm 2023, là ngày đánh dấu kỷ niệm mẹ của chúng con đã xả báo thân về nơi cõi tịnh, nhớ đến thâm ân sanh thành dưỡng dục của sư mẫu con. Môn đồ pháp quyến chúng con thành tâm tổ chức lễ tri niệm để tưởng niệm đấng sanh thành đã nuôi chúng con khôn lớn thành người hữu dụng cho đạo pháp, cho đất nước. Giờ này đàn tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin đi đầu cung thỉnh chư tôn hòa thượng cung an chức sự. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Như Lai Tất Đại Chứng Minh. Chúng con cung kính đảnh lễ cung thỉnh trưởng lão hòa thượng Đạo Hiệu Thích Huyền Tôn, đệ nhất chứng minh đương vi đạo từ niêm hương bạch Phật. Chúng con xin cung thỉnh hòa thượng Đạo Hiệu
Thích Tịnh Minh, đương vui đệ nhị chứng minh. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Tịnh Đạo đương vui đệ tam chứng minh. Chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Tâm Phương đương vui chủ sám. Chúng con xin cung thỉnh Thường Tọa Đạo Hiệu Thích Viên Tịnh đương vui Di Na Thủ Tăng. Chúng con xin cung thỉnh Thường Tọa Thích Chân Đạt đương vui Diệt Chúng Công Vân. Chúng con xin cung thỉnh Thường Tọa Đạo Hiệu Thích Linh Tấn đương vui Thủ Linh. Chúng con xin cung thỉnh Thường Tọa Đạo Hiệu Thích Phước Thể đương vui Thủ Linh. Chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Hoàng Viên đương vui Thủ Khánh. Chúng con xin cung thỉnh Ni Sư Đạo Hiệu Thích Như Tiết đương vui cầu nguyện. Chúng con xin cung thỉnh Ni Sư Đạo Hiệu Thích Như Ngực đương vui cầu nguyện. Chúng con xin đê đầu cung thỉnh Chư Đại Đức Tăng Chư Đại Đức Ni đồng cầu nguyện. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng Thường Tọa Đại Đức Tăng Ni Siêu Thoát Tam Đồ Cao Đăng Phật Quốc. Xin cung thỉnh Chư Tôn đồng hồi hướng niệm Phật. Nam Mô thank you.
con xin thay mặt ban tổ chức xin phép thông qua chương trình buổi lễ tiểu tường của cố ni sư Thượng Chân Hạ Duyên ngày 13 tháng 8 năm 2023 âm lịch ngày 27 tháng 6 năm Quý Mão như sau. Thứ nhất, cung thỉnh chư tôn thiền đức niêm hương bạch Phật đảnh lễ tam bảo, sau đó là tiếng cúng giác linh. Thứ hai, giới thiệu chư tôn thiền đức, giới thiệu quý Phật tử. Thứ ba, cung tuyên tiểu sử giác linh cố ni sư. Thứ tư, Phật tử diệu hương hát cúng dường. Thứ năm, đạo từ của trưởng lão hòa thượng, đạo hiệu Thích Huyền Tôn. Thứ sáu, Phật tử quảng hóa hát cúng dường. Phần thứ bảy, chư tôn thiền đức thắp nến cầu nguyện cho cố ni sư, môn đồ pháp quyến cùng Phật tử dân qua truy niệm giác linh cố ni sư. Phần thứ tám, kết thúc là lời cảm tạ của ban tổ chức. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn thiền đức niêm hương bạch Phật đảnh lễ tam bảo, và sau đó là tiếng cúng giác linh. Phiên văn phổ chiếu ư thập phương hỷ xà từ bi giai cụ tục. Oh.
đầu tham tông đề bằng đồng tôm thổ lăng nghiêm vào thế đồ tiêu ngang kiếm tiêu đạo thường Yeah.
tình tình ca như
hiện ước đại lợi méo bình thành vô gia đình để tăng món Phật quyến chúng đằng thành tâm thiết lệ trái nghi tiếng bạc tiêu tường trái tuần kỳ tiễn hướng linh cao đấng Phật quốc kim vị môn đồ pháp quyến tỳ kheo ni thích nữ hành thắng nam mô từ lâm tế chánh tông tứ thập như thế quý thượng không hà yên hiệu chân duyên ni sơ giác minh nguyên thanh nữ quý giàu thập như nguyện sơ nhất nhật thời mà biến mạng nhâm dần niên lục hoặc nhị thập thất nhật thọ thế cầu thập tứ tấn lập nhị thập nhị niên nhị thời tiếng bằng di nguyện chân linh nhất thức bất hồi thiên thú bình biên trường thừa Phật lực nhi trực hướng tới hành ni diệu pháp nhi cao đắng lạc quốc từ lâm tiểu tượng trái tuần kỳ tiên chân linh vãng sinh tình đồ tứ thời tiếng bạc tri tiếng hương linh cao đắng Phật quốc hưởng lời Phật ân nhi trực hướng tới hành ý diệu pháp nhi cao đắng hưởng lời Phật ân chứng minh tiếp độ nam mô tận hư không biến pháp dưới quá hiền bị lấy thập phương chư Phật tôn hóa hiền thành tăng thường độ tam bảo tác đại chứng minh nam mô trung thiên giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật điện tòa tác đại chứng minh nam mô Tây Phương giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật điện tòa tác đại chứng minh Quan Âm tiếp dẫn Thế Chí Đề Huệ Địa Tạng Tự Tôn tiếp xuất ưu độn chi khổ minh dương liệt thanh đồng tuệ mang niệm chi tâm phục nguyện từ bi bất xa tế độ vô biên quá già xa tội già trừ tiếp chân linh truyền đăng tây bất hư tự tân lộc tự chi bảo nhi tôn thọ hương nam sơn ngược lại Phật ăn chứng minh bất khả tư nghi và cẩn sơn Phật lịch như thiên ngộ bạch lục thập thập niên chân thơ tệ thứ quý mạo niên lục hoặc nhị thất thực thời đệ tử sa môn hòa nam thượng cũng
Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Bổn Sư Thích Bồ Tát Nam Mô Già Lạc Thanh Chúng Bồ Tát Nam Mô Lực Đại Tổ Sư Bồ Tát Nam Mô Giảm Trai Chư Già Bồ Tát Nam Mô Lạng Chư Thiên Bồ Tát Nam Mô Tam Địa Minh Vương Bồ Tát Nam Mô Bà Viễn Nhất Thank you.
tôn tình vong sắc na gì thế. Đạo sư ngã kim phát nguyện, nguyện vạn sanh nguyện giác, linh từ bi ái nạp thọ. Nam mô Tiếp Ma Dành Nè Đạo Sư Phương
thuần thể dĩ vô thường, hạnh quy căn nhi hữu địa tử thân công đức phụng mà vị viên tịch giác linh tư lầm tế chẳng tôn thứ thập thầy nguyện vị đăng thường phẩm hoàng chứng nhị nghiêm ngộ sắc công bất dị sắc không liều sanh diệt diệt phi sanh diệt văn kim sơ thịnh phục vọng quán la lâm Phật
Phật Quán Từ Chứng Tri Công Đức. Yeah.
Chứng minh Nam Mô
Tát Đại Chừng Minh. Thầy còn có mấy cái tên của Trường Linh ở sau ngoài đường. Phục nguyện từ thời đệ tử chúng đặng cung vô phần tiền thiết lễ trí niệm tiểu tương phụng vị giác linh từ lâm tế chánh tôn tư thập nhị thuế hy thượng không hà yên hiểu chân duyên ni sư giác linh nguyện giác linh na cao đăng Phật quốc hội nhập ta bà tùy duyên hóa độ thứ nguyện siêu độ chư hương linh nguyện thính na hưởng thọ 87 tuổi nguyện thị bi hưởng thọ 86 tuổi nguyện ngọc tiếng vạn sanh ngày 17 tháng 1 âm lịch hưởng thọ 75 tuổi nguyện hùng vạn sanh ngày 24 tháng 4 âm lịch hưởng thọ 53 tuổi cặp hương linh trần thị kim khuê vãng sanh ngày 1 tháng 4 2023 hưởng thọ 55 tuổi nguyện thị bi vãng sanh ngày 23 tháng 12 hưởng thọ 86 tuổi nguyện thỉnh vãng sanh ngày 23 tháng 5 2021 hưởng thọ 87 tuổi cặp chữ hương linh tiền linh trí tự hậu tự linh đường Phật quang tự trường thừa tam bảo lực tốc thoát ngũ đồ vãng sanh Phật quốc thứ nguyện cảnh kỳ cửu hiền thất tổ đa sanh phù mẫu thất thế phù mẫu tùng tư nhập thánh siêu phàm lì thế hoan thân tự tử thừa ân cầu mong giải thoát thứ nguyện chư thiện nam tín nữ Phật tự đạo tràng Phật quang tự thắng cung trang kiền mạng vị bình an bồ đề tâm kiên cổ chí tu học vững bền phổ nguyện âm siêu dương thời nguyện pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo Yeah.
trung tam thập nhị tượng chi năng nhân bác thập trung hào chi đại giác qua hiền vị lai vô lượng Phật Đà Gia. Chiến tam đàn lễ tam minh bát giả ngũ hòa lục thông phân thân ư thiết pháp độ nhân gian thiên thượng qua hiền vị lai vô lượng tăng già gia. Nguyện đêm công đứng này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng dân đều trọn Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính thỉnh chư tôn thiền đức an tọa. Xin mời quý Phật tử an tọa. Thay mặt ban tổ chức cung kính đảnh lễ giới thiệu trưởng lão hòa thượng đạo hiệu Thích Huyền Tôn, tăng giáo trưởng hội đồng chứng minh, cố vấn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại, Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, viện chủ Bảo Vương Từ. Chúng con cung kính giới thiệu hòa thượng đạo hiệu Thích Tịnh Minh, viện chủ chùa Thiên Đức. Chúng con cung kính giới thiệu hòa thượng đạo hiệu Thích Tịnh Đạo, xử lý hội đồng điều hành giáo hội Phật giáo Linh Sơn, viện chủ chùa Linh Sơn. Chúng con cung kính giới thiệu hòa thượng đạo hiệu Thích Tâm Phương, chánh thư ký giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, viện chủ tu viện Quảng Đức. Chúng con cung kính giới thiệu thượng tọa Thích Linh Tấn, trụ trì Lộc Quyển Pháp Viện. Chúng con cung kính giới thiệu thượng tọa Thích Viên Tịnh, phó tổng vụ nghi lễ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, trụ trì chùa Bảo Minh. Chúng con cung kính giới thiệu đại đức Thích Trân Đạt, tỉnh thất Victoria, Melbourne. Chúng con cung kính giới thiệu đại đức Thích Phước Thể, trụ trì chùa Liên Trì. Chúng con cung kính giới thiệu đại đức Thích Hoàng Viên, trụ trì chùa Vạn Đức. Chúng con cung kính giới thiệu đại đức Thích Chân Phong, trụ trì chùa Từ Quang. Chúng con cung kính giới thiệu ni sư Thích Như Tuyết, vụ phó ni bộ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, trụ trì chùa Diệu Âm. Chúng con cung kính giới thiệu ni sư Thích Như Nhật, phụ tá vụ trưởng ni bộ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, trụ trì chùa Hồng Ân. Chúng con cung kính giới thiệu ni sư Thích Chân Kim, thư ký ni bộ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, trụ trì chùa Phật Quang. Chúng con cung kính giới thiệu sư cô Thích Hoại Nghiêm, trụ trì chùa Từ Nghiêm. Chúng con cung kính giới thiệu sư cô Thích Viên Minh, tỉnh thất Victoria. Chúng con cung kính giới thiệu sư cô Thích Hạnh Chiếu, tỉnh thất Cát Tường. Chúng con cung kính giới thiệu sư cô Thích Hạnh Nhẫn, tỉnh thất Victoria.
Chúng con cung kính giới thiệu Sư Thích Nữ Lệ Giác, tỉnh thất Victoria. Chúng con thành kính giới thiệu Đạo Hữu Thị Toàn Ban Kinh Cổ. Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh, chào đón và trân trọng giới thiệu toàn thể Phật tử hiện diện ngày hôm nay. Xin kính giới thiệu Sư Cô Thích Tuệ Tâm. Thay mặt ban tổ chức, cung kính đảnh lễ giới thiệu Trưởng lão Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Quyền Tông, Tam Giáo Trưởng Hội đồng Chứng Minh, Cố vấn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, Viện Chủ Bảo Vương Thịnh. Chúng con cung kính giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Tịnh Minh, Viện Chủ Chùa Thiên Đức. Chúng con cung kính giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Tịnh Đạo, xử lý Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Linh Sơn, Viện Chủ Chùa Linh Sơn. Chúng con cung kính giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Tâm Phương, Chánh Thư Ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, Đại Lợi và Tân Tây Lan, Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Linh Tấn, trụ trì Lộc Quyển Pháp Viện. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Viên Tịnh, Phó Tổng vụ Ghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, trụ trì Chùa Bảo Minh. Chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Chân Đạt, tỉnh thất Victoria, Melbourne. Chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Phước Thể, trụ trì Chùa Liên Trì. Chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Hoàng Viên, trụ trì Chùa Vạn Đức. Chúng con cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Chân Phong, trụ trì Chùa Từ Quang. Chúng con cung kính giới thiệu Ni Sư Thích Như Tuyết, vụ Phó Ni Bộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, Đại Lợi và Tân Tây Lan, trụ trì Chùa Diệu Âm. Chúng con cung kính giới thiệu Ni Sư Thích Như Nhật, Phụ tá Vụ trưởng Ni Bộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, Đại Lợi và Tân Tây Lan, trụ trì Chùa Hồng Ân. Chúng con cung kính giới thiệu Ni Sư Thích Chân Kim, Thư ký Ni Bộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, Đại Lợi và Tân Tây Lan, trụ trì Chùa Phật Quang. Chúng con cung kính giới thiệu Sư Cô Thích Hội Nghiêm, trụ trì Chùa Từ Nghiêm. Chúng con cung kính giới thiệu Sư Cô Thích Viên Minh, tỉnh thất Victoria. Chúng con cung kính giới thiệu Sư Cô Thích Hạnh Chiếu, tỉnh thất Cát Tường. Chúng con cung kính giới thiệu Sư Cô Thích Hạnh Dẫn, tỉnh thất Victoria. Chúng con cung kính giới thiệu Sư Thích Nữ Lệ Giác, tỉnh thất Victoria. Chúng con thành kính giới thiệu Đạo Hữu Thị Toàn Ban Kinh Cổ. Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh, chào đón và trân trọng giới thiệu toàn thể Phật tử hiện diện ngày hôm nay.
Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi xin kính giới thiệu sư cô Thích Tuệ Tâm, chi sự chùa Phật Quang, cũng là người hướng dẫn chương trình ngày hôm nay. Phàm ẩm thủy tư nguyên là uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiếu. Chúng con được nghe hạnh hiếu đứng đầu trong nét tốt. Hiếu cảm đến trời thì mưa thuận gió hòa, hiếu cảm đến đất thì muôn vật xanh tươi, hiếu cảm đến người thì mọi phúc lành đều đến. Giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh ni sư chủ trì chùa Phật Quang, kiêm trưởng ban tổ chức buổi lễ hôm nay, kính mời hiếu tử Lê Xuân Mỹ đồng cung tiên tiểu sử cố ni sư thượng chân Hải Duyên cố vấn kiêm giám viện chùa Phật Quang. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn, trưởng lão hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni. Giờ này hôm nay trước bảo điện Phật Quang trang nghiêm thanh tịnh dưới hồng sắc màu áo vàng rực rỡ của chư tôn đức trang nghiêm cho đạo tràng Phật Quang, chúng con xin phép quý ngài cho chúng con được cung tiên tiểu sử của sư mẫu của chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Cung kính bái Phật trưởng lão hòa thượng đạo hiệu Thích Huyền Tôn. Kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, cho phép chúng con được cung tiên tiểu sử của ni sư Thích Nữ Trang Duyên. Cô ni sư Thích Nữ Trang Duyên, thế danh Nguyễn Thị Dở, pháp danh Không Nghiến, nói dòng Hiếu Lâm Thế Gia Phố Đời thứ 42, sinh năm Quý Dậu 1933, tại làng Bình Thuận Phan Thiết, sinh trưởng trong một gia đình gia giáo thâm tin tam bảo, thân phụ là trụ ông Nguyễn Lai, thân mẫu là sư mẫu là người con thứ 8, trong gia đình có 9 anh chị em. Đã nhỏ người không được phước yên cấp sách đến trường vì thời bế ảnh hưởng nền phong kiến sâu đậm, trọng nam khinh nữ, không cho con gái đi học. Năm 18 tuổi lập gia đình và có 9 người con. Do phước duyên đời trước đã gieo trồng nên gặp phải người chồng biết thương yêu chăm sóc gia đình, hướng dẫn tại Hồng Trung Cổ Tố, Tổ Đình Bình Quang. Để báo hiệu giờ của chư ni tụng kinh, lăng niên tu, hàng ngày 3 giờ khuya lúc chung chùa ngang quang, thân phụ thức dậy, thay nước cúng Phật, dìu dắt tập, dìu dắt người tụng kinh, lắng nghiêm. Từ nhân duyên
Từ sẵn đó người viết chữ, đọc kinh, lòng kính, tam bảo cạn sâu. Trong lúc làm dâu, người rất hiếu thảo với bà nội, một lòng hiếu kính, chăm sóc, phụ dưỡng cho đến ngày nội con qua đời. Vốn bản tánh hiền, lương phúc hậu, người thân mến những người giúp việc trong nhà, tạo dựng cho họ có một tương lai ổn định, luôn luôn đối đãi như con cháu của mình. Năm 1990 được bảo lãnh, các con bảo lãnh của các con phụ mẫu sang Úc định cư. Người thường để dành tiền lãnh của chính phủ giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh nghèo, nghèo khổ, ốm đau trong xóm làng. Đối với việc gieo duyên tam bảo thì tâm nguyện muốn cúng dường ngồi chùa, không bao giờ cúng một chùa. Em gọi đặt ở lúc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, năm 1990 các anh chị bảo lãnh ba mẹ con sang Úc, con và cháu Thu Nhi được phước duyên theo cùng phụ mẫu qua Úc. Ở nhà người anh trai không có bàn thờ thờ Phật, buồn chán mỗi ngày con thưa với ba mẹ xin về lại Việt Nam để tu. Nghe tin như vậy, phụ mẫu gọi anh chị tập hợp lại bàn việc, con đòi về lại Việt Nam. Ba mẹ buồn, không biết tính sao, liền quyên góp anh chị và tiền của ba mẹ để mua một căn nhà cho con tu tại Melbourne. Không có muốn trở về Việt Nam lại. Vì vậy, ngôi nhà ba mẹ mua cho con tu ngày hôm nay là cải gia quy tự, để hình thành nên một ngôi chùa Phật Quang hiện tại. Năm 1992, thân phụ con qua đời. Sau khi lo hậu sự cúng đại tường cho thân phụ con xong rồi, người liền thực hiện chí nguyện ấp ủ từ lâu của mình. Thời kỳ xuất gia hành đạo, năm 1994, tục duyên đời trước sâu dày, thiện căn khai phát, thấu rõ cuộc đời đau khổ, thế gian buôn thường chẳng có gì tồn tại vĩnh viễn, nên người quyết chí xuất gia. Thế phát xong mới báo tin cho gia đình chúng con biết,
Trước khi sư mẫu con từng nói với con ý muốn đi tu, nhưng con khuyên sư mẫu rằng lớn tuổi rồi không nên xuất gia, làm hộ pháp cho chùa được rồi, nhưng người vẫn âm thầm nuôi lớn chí định xuất trần. Thời cơ đã đến nhập chung tổ đình Bình Quang, tỉnh Bình Thuận, Phan Thiết. 6 tháng hết visa trở về Úc, vốn siêng năng niệm Phật, chân chất tu hành, công phu tu tập không bỏ một thời. Thân thể dù bệnh đau, chỉ xin ước cúng Phật, cầu nguyện uống xong hết bệnh, cầu Phật gia hộ. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, đời nguyện đời đời kiếp kiếp luôn được gặp Phật Pháp Tăng. Người cũng là đệ tử cuối cùng của trưởng lão ni Thượng Huyền Hà Tông, khai sơn tổ đình Bình Quang tại tỉnh Bình Thuận, Phan Thiết. Năm 1998, ni trưởng bổn sư lâm bệnh nặng, đầy đủ duyên lành, người xin phép bổn sư được cầu pháp với trưởng lão hòa thượng Thượng Tâm Hạ Châu. Năm 2000, người thọ tỳ kheo ni giới, giới đàn tại chùa Phật Quang. Nhân duyên thù thắng, chư tôn trưởng lão hòa thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni ở các nước về tham dự đại hội kỳ 7 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới, do chùa Phật Quang đảm trách tổ chức. Rồi từ đó người tinh tấn tu học. Sư mẫu con là một nhà tài trợ lớn nhất trong đời của con. Người luôn luôn nâng đỡ con trên bước đường tu tập, an ủi dìu dắt con vượt qua bao nhiêu chông gai thử thách. Công trình xây dựng chùa Phật Quang gặp nhiều khó khăn, con bảo lãnh thợ từ Việt Nam sang xây dựng. Sư mẫu con chuyên lo đốn đốc thợ, tặng thêm tiền cho thợ, đãi thợ ăn uống để làm cho kịp thời gian đúng thời hợp đồng. Sư mẫu con có duyên thuyết phục người ta làm việc thuận lợi, hoàn tất mà vui vẻ trên cương vị cố vấn. Sư mẫu con hỗ trợ con từng bước trên con đường tu học của con. Từ lúc con còn nhỏ xuất gia tu học cho đến bây giờ,
sư mẫu con đau khổ gấp mấy lần con. Con vui là sư mẫu con vui. Có những lúc con và mẹ nằm kể chuyện quá khứ của con. Mẹ khóc nhiều hơn con khóc. Người luôn luôn chia sẻ mọi đắng cay chua chát trong cuộc đời của con. Người luôn luôn đồng hành cùng con trên con đường tu học của con, đứng vững trước phong ba bão táp cuộc đời. Đầu năm 2022, người lắm bệnh, nhưng luôn luôn tinh tấn tụng kinh, chí thầm niệm Đức Phật A Di Đà. Sau hai tuần lễ, không ăn, không uống, để thanh lọc thân tâm, đến giờ phút viễn ly cõi ta bà, đã thị tịch trên tay các con. Vậy là người đã an nhiên xả bỏ báo thân, trở về quê hương đất Phật lúc 9 giờ sáng giờ Canh Thìn ngày 27 tháng 6 năm Nhâm Dần, tức ngày 26 tháng 7 năm 2022, chủ thế 90 tuổi, hạ lạc 22 năm, 90 năm đến với cuộc đời ân tình của mẹ rạng ngời tấm con. Nam mô Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhị. Thường chân hạ duyên chi giác linh. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành thực xin lỗi chư tôn thiền đức cũng như toàn thể quý Phật tử vì lúc tiên sinh cung tiên tiểu sử của một người mẹ mà đã qua nhiều gian nan cực khổ cùng với con, cho nên không làm sao mà con không xúc động. Vì vậy con xin với ngài từ bi cho con. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây, chúng tôi xin mời chị Phật tử Diệu Hương dâng lên bài hát Mẹ Tôi để cúng dường giác linh đi sư. Chi sự chùa Phật Quang cũng là người hướng dẫn chương trình ngày hôm nay.
con được nghe hạnh hiếu đứng đầu trăm nết tốt. Hiếu cảm đến trời thì mưa thuận gió hòa. Hiếu cảm đến đất thì muôn vật xanh tươi. Hiếu cảm đến người thì mọi phúc lành đều đến. Giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh ni sư chủ trì chùa Phật Quang, kiêm trưởng ban tổ chức buổi lễ hôm nay, kính mời hiếu tử Lê Xuân Mỹ đồng cung tiên tiểu sử cố ni sư thượng chân Hải Duyên cố vấn kiêm giám viện chùa Phật Quang. Giờ này hôm nay trước bảo điện Phật Quang trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin phép với Ngài cho chúng con được cung tiên tiểu sử của sư mẫu của chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Cung kinh bái bạch trưởng lão hòa thượng đạo hiệu Thích Huyền Tôn. Kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, cho phép chúng con được cung tiên tiểu sử của ni sư Thích Nữ Trang Duyên. Cô ni sư Thích Nữ Trang Duyên thế danh Nguyễn Thị Dở, pháp danh Không Yến, nối dòng Thiếu Lâm Tế Gia Phố Đời thứ 42, sinh năm Bí Dậu 1933 tại làng Bình Thuận Phan Thiết. Sinh trưởng trong một gia đình gia giáo thâm tin tam bảo, thân phụ là cụ ông Nguyễn Lai, sư mẫu là người con thứ 8, trong gia đình có 9 anh chị em. Thở nhỏ người không được phước viên cấp sách đến trường vì thời bấy ảnh hưởng nền phong kiến sâu đậm, trọng nam kính nữ, không cho con gái đi học. Năm 18 tuổi lập gia đình và có 9 người con. Do phước duyên đời trước đã gieo trồng nên gặp phải người chồng biết thương yêu chăm sóc gia đình, hướng dẫn tại Hồng Trung của tổ đình Bình Quang. Hàng ngày 3 giờ khuya lúc chung chùa ngăn quang, thân phụ thức dậy thay nước cúng Phật, dìu dắt người tụng kinh lắng nghiêm. Từ nhân duyên thù thắng đó, người biết chữ đọc kinh lòng kính tam bảo càng sâu. Trong lúc làm dâu, người rất hiếu thảo với bà nội, một lòng hiếu kính chăm sóc phụ dưỡng cho đến ngày nội con qua đời. Vốn bản tánh hiền lương phúc hậu, người thương mến những người giúp việc trong nhà, tạo dựng cho họ có một tương lai ổn định, luôn luôn đối đãi như con cháu của mình. Năm 1990 được bảo lãnh của các con phụ mẫu sang Úc định cư. Người thường để dành tiền lãnh của chính phủ giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh nghèo. Đối với việc gieo duyên tam bảo thì tâm nguyện muốn cúng dường mùi chùa. Năm 1990, các anh chị bảo lãnh ba mẹ con sang Úc. Con và cháu Thu Nhi được phước duyên theo cùng phụ mẫu qua Úc. Ở nhà người anh trai không có bàn thờ thờ Phật, buồn chán mỗi ngày. Con thưa với ba mẹ xin về lại Việt Nam để tu. Nghe tin như vậy, phụ mẫu gọi anh chị tập hợp lại bàn việc
con đòi về lại Việt Nam. Ba mẹ buồn, không biết tính sao, liền quyên góp anh chị và tiền của ba mẹ để mua một căn nhà cho con tu tại Melbourne. Không có muốn trở về Việt Nam lại. Vì vậy, ngôi nhà ba mẹ mua cho con tu ngày hôm nay là cải gia vi tự, để hình thành nên một ngôi chùa Phật Quang hiện tại. Năm 1992, thân phụ con qua đời. Sau khi lo hậu sự cúng đại tường cho thân phụ con xong rồi, người liền thực hiện chí nguyện ấp ủ từ lâu của mình. Thời kỳ xuất gia hành đạo năm 1994, túc duyên đời trước sâu dày, thiện căn khai phát, thấu rõ cuộc đời đau khổ, thế gian vô thường, chẳng có gì tồn tại vĩnh viễn, nên người quyết chí xuất gia. Thế phát xong mới báo tin cho gia đình chúng con biết. Trước khi sư mẫu con từng nói với con ý muốn đi tu, nhưng con khuyên sư mẫu rằng lớn tuổi rồi không nên xuất gia, làm hộ pháp cho chùa được rồi. Nhưng người vẫn âm thầm nuôi lớn chí định xuất trần. Thời cơ đã đến nhập chung tổ đình Bình Quang, tỉnh Bình Thuận, Phan Thiết. 6 tháng hết visa trở về Úc, vốn siêng năng niệm Phật, chân chất tu hành, công phu tu tập không bỏ một thời. Thân thể dù bệnh đau, chỉ xin nước cúng Phật, cầu nguyện uống xong hết bệnh, cầu Phật gia hộ. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, đời nguyện đời đời kiếp kiếp luôn được gặp Phật Pháp Tăng. Người cũng là đệ tử cuối cùng của trưởng lão ni Thượng Huyền Hạ Tông khai sơn tổ đình Bình Quang tại tỉnh Bình Thuận, Phan Thiết. Năm 1998, ni trưởng bổn sư lâm bệnh nặng, đầy đủ duyên lành, người xin phép bổn sư được cầu pháp với trưởng lão hòa thượng Thượng Tâm Hạ Châu. Năm 2000, người thọ tỳ kheo ni giới, giới đàn tại chùa Phật Quang. Nhân duyên thù thắng, chư tôn trưởng lão hòa thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni ở các nước về tham dự đại hội kỳ 7 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên thế giới do chùa Phật Quang đảm trách tổ chức. Rồi từ đó, người tinh tấn tu học. Sư mẫu con là một nhà tài trợ lớn nhất
trong đời của con. Người luôn luôn nâng đỡ con trên bước đường tu tập, an ủi dìu dắt con vượt qua bao nhiêu chông gai thử thách. Công trình xây dựng chùa Phật Quán gặp nhiều khó khăn, con bảo lãnh thợ từ Việt Nam sang xây dựng. Sư mẫu con chuyên lo đôn đốc thợ, tặng thêm tiền cho thợ, đãi thợ ăn uống để làm cho kịp thời gian đúng thời hợp đồng. Sư mẫu con có duyên thuyết phục người ta làm việc thuận lợi, hoàn tất mà vui vẻ trên cương vị cố vấn. Sư mẫu con hỗ trợ con từng bước trên con đường tu học của con. Từ lúc con còn nhỏ xuất gia tu học cho đến bây giờ, con khổ là sư mẫu con đau khổ gấp mấy lần con. Con vui là sư mẫu con vui. Có những lúc con và mẹ nằm kể chuyện quá khứ của con, mẹ khóc nhiều hơn con khóc. Người luôn luôn chia sẻ mọi đắng cay chua chát trong cuộc đời của con. Người luôn luôn đồng hành cùng con trên con đường tu học của con, đứng vững trước phong ba bão táp cuộc đời. Đầu năm 2022, người lắm bệnh nhưng luôn luôn tinh tấn tụng kinh chí thành niệm Đức Phật A Di Đà. Sau 2 tuần lễ không ăn không uống để thanh lọc thân tâm, đến giờ phút viễn ly cõi ta bà đã thị tịch trên tay các con. Vậy là người đã an nhiên xả bỏ báo thân, trở về quê hương đất Phật lúc 9 giờ sáng giờ Canh Thìn ngày 27 tháng 6 năm Nhâm Dần, tức ngày 26 tháng 7 năm 2022. Chủ thế 90 tuổi, hạ lạp 22 năm, 90 năm đến với cuộc đời ân tình của mẹ rạng người tấm con. Nam mô Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhị Thường Chân Hạ Duyên Chi Giác Linh. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành thực xin lỗi chư tôn thiền đức cũng như toàn thể quý Phật tử vì lúc tiên sinh cung tiên tiểu sử của một người mẹ mà đã quá nhiều
gian nan cực khổ cùng với con. Cho nên không làm sao mà con không xúc động. Vì vậy con xin quý Ngài từ bi cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. Sau đây chúng tôi xin mời chị Phật tử Diệu Hương dâng lên bài hát Mẹ Tôi để cúng dường Giác Linh Ni Sư. Nhớ năm xưa
cung thỉnh trưởng lão hòa thượng Bảo Vương Tự có đôi lời về giác linh. Vì khi còn ở đời, người đã có nhiều nhân duyên phước báo, được ngài khuyến tấn tu hành. Chúng con xin cung kính thỉnh hòa thượng. Nam mô A Di Đà Phật. Lời đầu tiên tôi xin kính chào mừng chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni và lời chào khinh an đến tất cả toàn thể Phật tử trong đạo tràng Phật quang hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Thời gian chúng ta bước vào chánh điện làm lễ cho tới bây giờ cũng rất là khá dài. Không biết có lưu lại trong tâm niệm của các vị những gì ra không? Tôi cũng tạm thời để kể qua các vị thấy trong buổi lễ hôm nay. Hòa thượng Thích Tâm Phương là người chủ lễ, rồi thượng tọa Dân Tịnh và tất cả các vị khác mà tôi cũng xin phép là không có giao tay. Thời gian rất dài, thời gian đó có ba phần nghi lễ các vị thấy. Thứ nhất là thỉnh Phật, rồi khung Phật. Giai đoạn thứ hai là tụng kinh để hồi hướng cho giác định của cụ chân duyên, nhớ lại bản điểm của mình và công cơ cùng tất cả trường lực. Phần chót là phần cúng dường thọ thực hiến thực cho chư hoàng linh và cũng như tất cả chư chân linh khác đã thờ tại đây. Thời gian dài đó rất là đầy đủ, rất là đặc biệt, cho nên chúng ta cũng nên tri ân thượng tọa Thích hòa thượng Thích Tâm Phương cùng chư tôn đức thì sự các vị chấp tài niệm an tất cả chư vị tôn đức xin chấp tài. Đó là phần đầu của buổi lễ. Bây giờ đây nếu mà tôi nói mà dài dòng á thì cũng rất khổ tâm cho quý vị không, mà ít quá thì tôi không biết có còn cơ duyên để mà gặp lại quý vị nữa hay không. Vì năm nay tôi đã 96 tuổi rưỡi rồi. Thì bây giờ những gì tôi muốn nói thì tôi cố gắng nói ghép lại để gửi lại cho quý vị trên bước đường tu hành về sau quý vị. Thưa tất cả quý vị, trong kinh thứ nhất là nói về cái việc gặp gỡ cũng như giữa ăn nghĩa đối với cụ bà chân duyên. Ngài cụ còn tại thế, tôi mỗi lần tôi đến đây cái niềm thương cảm mà đối với lại trong lòng của tôi còn lại là những gì. Mỗi lần đến thì cụ thường cúng dường không có nhiều mà cũng không có ít, thì thường thường là 100 đồng.
chống chào Hòa Thượng Thích Quyền Tâu. Rồi cái hạnh nguyện của cụ mà rất là dễ thương, thì cụ thường ra giảng ni sư Trăng Kim trụ trì chùa này đó. Có cái ghế cái bàn gì cho sạch để cho Hòa Thượng ngồi. Hòa Thượng có ăn uống gì không, cho thích ăn cái gì thì lo cho Hòa Thượng món ăn. Và chân linh cụ, giấc linh của cụ bà rất là lễ phép. Thì tâm sự đối xử của cụ bà rất là có một tình cảm thân thiết. Rồi đôi khi cụ cũng có hỏi một vài câu đạo lý nào đó thì cũng trăn trải cũng kể lại cho cụ nghe. Có lẽ còn nhiều hơn nữa mà tôi bây giờ thì cũng câu rồi cho nên nó cũng quá nhớ nhiều. Thì xin dắt lên cụ hoàn hỷ mỉm cười cho. Đó là về cái phần đối với chân linh cụ. Bây giờ cái điều mà tôi muốn nói với tất cả quý vị. Quý vị tới chùa, khi quý vị nhìn lên Đức Phật mà quý vị có thể chấp tay lễ bái, có khi đi ngang qua mà cũng không chấp tay lễ bái, nhưng mà tâm của quý vị khởi lên một niệm Phật để gây một cái công đức đối cho bản thân của mình. Và tất cả mọi hành vi từ anh tâm ý của quý vị mà gửi lên, khởi lên một thiện nghiệp. Từ bỏ lòng tham, từ bỏ lòng sân, từ bỏ lòng si, và tụng nam giới mà mình đã thọ, điều đó căn bản đó, không sắp sanh, biết thương đau khổ của người khác, tuyệt đối không được nói dối, có sao thì nói vậy. Nhưng mà trong kinh Phật cũng còn cho phép chúng ta nói láo một chút là sao. Thí dụ như mình thấy, nói là thí dụ thôi, mình thấy một cái con thợ săn, con này nó chạy đường hướng Tây, nhưng mà nói cho anh có thấy không thì mình nói rằng mình thấy nó chạy hướng khác. Mình nói không thật, nhưng mà cái không thật đó là để cứu một sinh mạng thì mới được nói. Những điều đó quý vị giữ. Thứ hai, nó theo các thầy vào các chùa, khi mà tụng kinh á, bất cứ lúc không kinh nào, mình phải chí tâm mình để làm vào đó, thì cái công đức đó. Ở trong kinh Pháp Trụ đó, Đức Phật có dạy, tôi ước tính ra thì có thể vào khoảng 14 triệu năm nữa, tức là khoảng một kiếp đó. Kiếp mình đang ở đây gọi là kiếp hiền, mà kiếp hiền là của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Mà từ 1, 2, 3, 4 thì Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni mới có thứ tư trong 1000 vị Phật. Sau Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni cũng trong kiếp hiền này thì Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời. Sau 14 triệu năm nữa thì 16 vị A La Hán sẽ xuất thế, sẽ dọn dẹp cái thế giới này để chờ đợi Đức Phật Di Lặc ra đời. Mà tất cả chúng ta là những người của Đức, đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà những điều tôi mới vừa nói rồi đó là giữ giới, bảo thành phần thiền, và theo các thầy tụng các kinh Đại Thừa Phật Giáo, thì những người đó sẽ gặp Đức Phật Di Lặc ra đời. Cái danh từ mà các vị mà đi vượt biên đều biết đó, tức là được hốc chót đó, phải không? Hốc chót là đi định cư, phải không? Nhưng mà tới thờ Đức Phật Di Lặc là một vị Phật có thể nói là hốc chót chúng ta. Chúng ta sẽ được thoát ly sinh tử trong thời đó. Nhưng mà
phải tụng các kinh đại thừa, phải giữ nam giới, tâm thần chúng ta phải hành thiện, đôi mắt của chúng ta nhìn người bằng tâm lành, miệng nói bằng những lời từ thiện dịu hòa, mắt nhìn tai nghe miệng nói, giữ như vậy để chi? Giữ như vậy sẽ nhất định gặp Đức Phật Di Lặc Ta Đà. Đó là trong kinh Pháp Trụ để lại. Tôi đang dịch kinh Pháp Trụ mà cũng chưa được hoàn toàn. Thì nếu trong tương lai quý vị đã có duyên sẽ gặp. Đó là những lời mà tôi thành thật nhắn nhủ với quý vị trong kinh Pháp Trụ. Sau thời Đức Phật Di Lặc là kiếp kế của kiếp này đó. Đây là kiếp thứ 9. Rồi kiếp 10 Đức Phật Di Lặc ra đời. 11, 12, 13, 14. 4 kiếp đó. Tất cả 4 lần 16 triệu 800 ngàn năm. Không có một vị Phật nào ra đời. Thế giới sẽ khổ đau đặc biệt. Chúng ta cũng luân hồi trong đó. Nhưng mà chúng ta giữ cái niệm bây giờ để sau này chúng ta gặp lại Đức Phật Di Lặc. Đó là lời của Đức Phật từ cuộc Thích Ca Mâu Ni dạy mà tôi học được và tôi chuyển gửi tới quý vị. Mong rằng quý vị thương mình, thương cha, thương mẹ, thương anh, thương chị, thương tất cả bà con, rộng ra thương tất cả chúng sanh. Quý vị làm cái hạt đó, quý vị sẽ gặp Đức Phật Di Lặc ra đời. Đức Phật Di Lặc không bỏ một đệ tử nào của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị nhớ không? Nhớ không? Đó là cái tâm niệm quan trọng nhất mà trong đời tu học của tôi chỉ gửi là quý vị để gắn quyền sao là đó. Cái thế giới này mà nó có đó, từ bắt đầu khi nó có đó thì nó gọi đó là kiếp sơ. Kiếp sơ không có gì hết à, rồi tới kiếp thành. Kiếp thành thì mới có trái đất hoàn toàn. Chúng ta đang ở đây gọi là kiếp trụ. Kiếp trụ cho tới kiếp 15 mới có Phật ra đời. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó là ngài là ở thứ tư. Thì thứ tư tức là một làm vị Phật trong trên mặt trên trái đất này mà Đức Phật Thích Ca mới là Đức Phật thứ tư thôi. Tới kiếp 15 đó thì có 1000 vị và 996 vị sẽ ra đời trong kiếp cuối đời. Cho nên 4 kiếp không có Phật ra đời. Trong kiếp thiền này sẽ có Đức Phật ra đời. 16, 17, 18, 19 không có Phật ra đời. Tới kiếp 20 thì có Đức Phật Lâu Chi Phật ra đời. Mà từ cái kiếp đó thì chúng ta chắc tiêu rồi. Thầy tôi có biết một bài thơ kiếp sơ đã tự đọc quý vị ra cho tôi. Một thoáng đi về ở kiếp sau, cõi ấy hư không, không bến bờ, không trời, không đất, không mây gió, không cả ngày đêm, không phút giờ, không thánh, không thần, không tiên cảnh, không cả thời gian, không lững lờ. Chẳng có cái ngày hay cái nọ, chẳng có mê lầm, chẳng sạch dơ, không trên, không dưới, không nam bắc, nào có trong xanh với biệt bờ. Chẳng có rộn ràng, tranh nhơ ngã, còn ai đây đâu để ước mơ. Chẳng có rộn ràng, tranh nhơ ngã, còn ai đây đâu để ước mơ. Cây cỏ, cỏ cây, sông núi đều không có, không có buồn vui, không hận hờ. Không sanh, không tử, không muôn loại, còn đâu tham ái dạy đường tâm. Chẳng có ai tu, ai trầm thập, mênh mông thanh tịnh là thời kiếp sơ.
Nhưng mà giờ đọc nhớ mẹ chắc đi rửa khóc quá thôi kìa. Mà chắc là chơi tôn thức và ai cũng lễ, ai cũng có nhớ mẹ. Bây giờ tôi hỏi quý vị một câu này. Tất cả người đàn ông đó, thì người đàn ông có phải là cha của mình không? Phải không? Mà tất cả mọi người đàn ông có phải cha mình không? Không. Chỉ có một người à. Và trong tất cả phụ nữ đó, thì trong phụ nữ đó có một bà là mẹ của mình, có phải không? Còn tất cả phụ nữ có phải mẹ mình không? Không. Vậy thì quý vị này nhớ câu đó rồi, quý vị khẳng định nữa. Từ nay về sau đi ra gặp ai đó, thì mình có mấy cái chú cha, ở đời có mấy chú cha, cha nuôi, là ngồi qua để nhuốm phụ. À, cha mà lượm được mà không cha không mẹ đem về nuôi thì gọi là nghĩa phụ, phải không? Rồi gả con gái đó cho nhau thì gọi đó là nhập phụ, phải không? Cũng nhiều cha đó, nhưng mà tất cả mọi đàn ông không phải là cha của chúng ta, mà tất cả mọi bà mẹ không phải là mẹ chúng ta, chỉ có được một người mà thôi. Vì vậy cho nên đánh giá rằng bất cứ là đàn ông nào không phải là cha của chúng ta, thì từ nay về sau về mà cái ông nào đó mà ông đen, ông đỏ, ông vàng, ông trắng gì mặc kệ ông, không phải là cha thì không được mở miệng kêu bằng cha, được không? Được chứ? À, cảm ơn. Đó. Bây giờ các bạn nhớ lại thế này: thu về giáo hỏi giọng tí tê, lạnh lạnh theo mây chóc rạo nề, du lan báo đáp ân cha mẹ, bục liên gài đã vẹn châu thể. Còn con sinh hóa trong thương nhớ, báo âm còn đợi du lan về. Mình phải tự đợi du lan về rồi mới nói chuyện báo âm. Còn bình thường hàng ngày thì mình lơ thấp phật phơ thật là phật chả ai nhớ vậy. Cho nên nghĩa là cái chữ hiếu đó nó tới 10 chữ đó. Hiếu đạo, hiếu ăn, hiếu nghị, hiếu dưỡng, rất là nhiều. Nhưng mà mình thì đợi Vũ Lan về rồi mình mới lo. Như vậy tất cả đây có nghĩa là không cần phải có ngày Vũ Lan ta mới hiếu dưỡng với cha mẹ. Lúc nào cũng là cái ngày của chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ. Đâu mới là con hiếu, có phải không? Phải không? À. Vu Lan nào ở tiếng heo bay, mà ở đủ buồn vui ở đám cây, ở trong chuông mõ trong kinh kệ, ở cả trong con tuổi đọa đài. Nhớ lúc thanh nhàn con nhớ mẹ, trải thăm thăm khổ mẹ đêm ngày. Thở bé con chơi trên ruộng đồng, chơi trong mưa gió trong nắng hồng, ập về chạy về ập cả vô mình mẹ, mẹ cười mẹ ấp đưa con ngông. Mình con đắm ướt bụi, buồn đắp bụi, mẹ vẫn yêu con mẹ bê bọc. Nhớ thở đông đầy 6 tuổi xanh, kể kinh theo bạn chúng tu hành. Thời khóa lăng nghiêm vừa thánh chúng, chạy ra tìm mẹ dưới âm tranh. Mẹ cười âu yếm mẹ để con, hồi đó tôi có 6 tuổi mà thuộc ở đằng cung phu rồi. Mỗi lần mà ta công phu rồi cái là trả ra tiền mẹ trước cái đã. Thành thế ra mẹ qua đây nè, cấp chúng nhìn kia con thấy không? Đó là nó thân còn nhỏ. Chăm ra tiền mẹ với âm tranh, mẹ cười âu yếm mẹ đấy con, cấp chú nhìn kia con thấy không? Con nhớ âm sâu của mẹ hiền, mẹ hiền là cả của thần tiên. Mẹ trong hơi thở trong thức ngủ, máu chảy xương reo rõi khắp miệng. Bao lần Phật dạy con tụng niệm, dâm cả về cho đấng mẹ hiền. Mẹ ở phương nào con biết không? Cõi ấy trần gian, cõi thiên long, trong con là cả bầu trời mẹ. Mỗi khi trở về con đau lòng, nguyện cầu cha mẹ về siêu thoát, an nhàn tự tại trụ tuyên dung. Nam mô đại bi một tiền thiên. Tại đây con xin chấm dứt vì đã chiếm thời giờ của chư tôn đức mỗi lương mỗi gối và chư quý vị nếu có lỗi thì xin lỗi điều đó và xin cầu nguyện chư tôn đức và tất cả trong đại chúng
đều được thành tâm hoàn đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin y giáo phụng hành, cầu nguyện mười phương chư Phật, cầu nguyện vô lượng thọ Phật. Kính nguyện hòa thượng sống với chúng con đến năm 108 tuổi. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời Phật tử Quảng Hóa dâng lên bài hát Vu Lan Nhớ Mẹ. Con đi suốt cả cuộc đời cũng không bao giờ nghe hết những lời mẹ ru trong trái tim con. Lời mẹ ru con êm đềm như suối mát trong lành, để con khôn lớn đắp xây cuộc đời tươi sáng. Mong muốn lòng con từ bi, con thành người tài đức vẹn toàn. Chiều nay bao lá rơi bên thềm, mỗi khi thu về ấm áp cõi lòng con, luôn có mẹ kề bên. Lòng đầy trao dâng bao niềm vui quy trước Phật đài. Mùa Vu Lan đến áo con cài qua hồng thắm, vui sướng mẹ vẫn còn đây, hạnh phúc nào được mãi bên mẹ. Con rồi lòng con nức nở dâng tràn nỗi đau nghẹn ngào. Chờ vào thu mùa Vu Lan đến con lại nhớ thương, trên áo con thơ màu hoa chẳng kia lệ rơi. Sắc hoa u buồn khiến cho lòng con tan nát, nhớ mới hôm nào bên mẹ cài hoa tươi thắm, để Vu Lan này con đã vắng mẹ mẹ ơi. Đạo làm con xin người trở nên hững hờ, giờ mẹ vẫn còn đây, hãy thương mẹ lỡ mai muộn màng. Đừng chờ khi ngày sau mẹ mất ghi lời tiếc thương, bia đã vô chi giờ đây có nghĩa gì đâu. Những ai còn mẹ xin đừng, đừng làm mẹ khóc. Khắp thế gian này không gì sánh bằng mẹ đâu. Hãy yêu khi mẹ vẫn còn ở trên dương thế, vẫn xa mẹ hiền bây giờ con phải mồ côi. Mỗi Vu Lan về áo con cài bông hoa trắng, sắc hoa u buồn mắt con ước nhỏ lệ rơi. A Di Đà Phật, tôi kính mời.
Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức thắp nến cầu nguyện cho ni sư. A Di Đà Phật. Mẹ ơi, trong giấc mơ say, con như thấy mẹ những ngày còn thơ, mấy nem ngóng đợi chờ quà từ tay mẹ, sao giờ chợ tan. Thân gầy chẳng sợ gian nan, một đời gánh cả gian sang nghiệp nhà. Bây giờ mẹ đã đi xa, nhớ ngày dỗ mẹ con xa lệ buồn. Kính mời môn đồ pháp quyến nhân hoa cúng dường giác linh. Ân từ mẫu vô biên khó tả, hơn biển sâu hơn cả hư không. Lấy chi sanh ví cho đồng, biết chi đền đáp xứng công ơn người. Công ơn sanh thành dưỡng dục, thắm ân này muôn kiếp cả chưa xong. Tiểu tường nay đến ngưỡng mong, cúng dường tam bảo hướng trong mẹ về. Phần dân hoa của Phật tử, xin trân trọng kính mời toàn thể Phật tử cúng dường hoa cho cố ni sư để tỏ lòng tri ân. Ân thứ nhất, chùa Phật Quang có mặt ngày hôm nay, công đức của người không nhỏ. Thứ hai, cảm ơn người vì người đã sanh ra cho đời một vị nữ tu sĩ, đã vượt qua bao sóng gió cuộc đời, hoằng truyền chánh pháp ở hải ngoại này. Cây có cội, nước có nguồn, ngàn xưa răng dày, con luôn nhớ lời. Chúng con thành đạt muôn nơi, công ơn của mẹ một đời gian trung. Nhang thơm thắp đủ ba tuần, mong hương hồn mẹ muôn phần an linh.
có cội, nước có nguồn. Ngàn xưa răng dày, con luôn nhớ lời. Chúng con thành đạt muôn nơi, công ơn của mẹ một đời gian trung. Nhang thơm thắp đổ ba tuần, mong ơn hồn mẹ muôn phần ăn nở. Công ơn sanh thành dưỡng dục, thầm ơn này muốn kiếp trả chưa xong. Tiểu tường nay đến ngưỡng mông, cúng dường tam bảo hướng trong mẹ về. Mẹ ơi trong giấc mơ say, con như thấy mẹ những ngày còn thơ. Mấy anh em ngóng đợi chờ quà từ tay mẹ, sao giờ chợ tan. Thân gầy chẳng sợ gian nan, một đời gánh cả gian sang nghiệp nhà. Bây giờ mẹ đã đi xa, nhớ ngày dỗ mẹ con xa lệ buồn. Thật là một phúc duyên lớn cho chúng con, trên chư tôn hòa thượng đã nghĩ đến ân tình pháp lữ của chúng con mà quang lâm về Phật Quang đạo tràng để tưởng niệm cầu nguyện cho giác linh của sư mẫu con. Trước ân tình này đem lại sự ấm áp cho chúng con và tất cả gia đình của chúng con. Chúng con không biết lấy gì hơn để đền đáp hay một lời nói để nói cho hết được ân tình mà chư tôn thiền đức đã vì tình pháp lữ quang lâm về Phật Quán ngày hôm nay. Giờ phút này chúng con xin đê đầu bái tạ chư tôn thiền đức để gọi là thâm ân mà chúng con đền đáp ân sâu. Giờ phút này là giờ phút thiêng liêng, giờ phút mà chúng con không nói lên thành lời để tri ân chư tôn thiền đức được, chỉ biết đa tạ bằng sự cúi đầu đảnh lễ sư tôn thiền đức để cảm tạ ân sâu. Ân sâu này chúng con xin nguyện khắc sâu trong tâm khảm. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh. Chúng con muốn đồ pháp quyên nhất tâm đảnh lễ chư tôn hòa thượng trưởng lão. Chư thượng tọa đại đức tăng ni tam
hiện về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi lễ tưởng niệm Ni Sư Thích Nữ Chân Duyên đã xong. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, giờ phút này sự hiện diện của quý vị là nói lên ân tình của quý vị đối với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi xin thành thật cảm ơn toàn thể quý Phật tử. Không có thể nói lên thành lời mà quý vị đã cùng với chúng tôi trong ngày lễ hôm nay. Chúng tôi mong rằng có những gì sơ sót, mong toàn thể quý Phật tử cũng vui vẻ. Chúng tôi xin mời toàn thể quý Phật tử chúng ta ở lại để thọ dùng buổi trưa ngày hôm nay, buổi cơm đạm bạc cùng với chư tôn thiền đức, để cho chúng ta có một cái tâm tình thật là ấm áp mà quý vị đã dành cho chúng tôi. Chúng tôi vô cùng cảm ơn quý vị có mặt hiện diện ngày hôm nay, chia sẻ với chúng tôi những nỗi đau mất mát đi một người mẹ.